Còn đây chị Hoa, chào mừng các bạn đã đến với Me TV. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với video clip về review cho muôn vàng video clip review tất tần tật của Me TV. Sau khi một hồi mà mình research về channel mình thì mình thấy mình review khá là nhiều, từ quần áo, mỹ phẩm cho tới những thứ gia dụng, giày dép hoặc là đồ nấu ăn mình cũng làm luôn. Nên là mình thấy là trong số đó có một cái review mà mình thấy mình rất là ít làm, đó là review về công nghệ. Thì hôm nay mình sẽ quyết định làm một video clip review về công nghệ để cho những bạn nào mà có nhã hứng về công nghệ thì có thể xem qua video clip mình nha. À mà nói tới đây thì các bạn cho mình 30 giây quảng cáo là các bạn nhớ like và subscribe channel của mình nha. Like video và subscribe channel của mình. Mỗi subscribe của các bạn đó là động lực làm clip cho mình đó. Ok, thì tiếp tục với video clip review này. Thì cái việc mà làm video clip này nó cũng rất là vô tình, khi mà mình biết được là Caro có ý định tặng cho Nabi nhân dịp Nabi đạt được nút vàng á. Thì Caro có muốn, Caro là sếp mình. Ok, thì Caro là sếp mình có muốn tặng cho Nabi, là đồng nghiệp của mình, một cái laptop của Asus. Thì sau khi mà mình xem qua cái laptop mà Caro có ý định tặng cho Nabi ấy, thì mình thấy nó đẹp quá. Và mình nói, ý anh ơi, em hơi thiếu một chút về những cái video clip review công nghệ á, anh có thể mua cho em một cái laptop để em review cho các bạn trên channel của em xem không? Thì với một điều kiện của Caro đặt ra đó là em phải mua cho ai, thì mình có nói với Caro là mua cái laptop này cho trợ lý của mình. Một bạn trợ lý của mình á, thì hay làm những cái việc kiểu như là research fanpage nè, rồi chăm fanpage, chăm YouTube của mình. Nên là kiểu mình cũng muốn cho bạn trợ lý của mình có một cái laptop mới. Và với lại một phần nữa là kiểu như trợ lý của mình nó hay đi ra ngoài làm những cái việc linh tinh á, giúp cho mình. Nên là cái việc mà cầm theo laptop á, nó cũng rất là quan trọng. Nên là mình muốn có một cái laptop nào đó là nhỏ, gọn và kiểu hợp thời trang nữa. Tại vì mình làm về thời trang mà. Nên là cho bạn trợ lý của mình cầm có vẻ nhẹ nhàng hơn và kiểu đỡ cho bạn ấy hơn. Thì hôm nay mình sẽ review cái laptop mà mình đã nói với bạn trước đó. Đây là cái laptop mà mình đã xin được Caro mua cho trợ lý của mình. Đây là cái laptop Asus VivoBook. Thì đây là cái laptop mà hôm nay mình sẽ review. Thì cái dòng Asus VivoBook này á, là một cái laptop mới toanh của Asus luôn. Các bạn sẽ bị choáng ngợp với cái vẻ bề ngoài của nó cho mà xem. Đây, để mình sẽ cho các bạn xem nha. Ôi, cảm giác được inbox đồ công nghệ thật là khác so với inbox thời trang. Ok, thì trước khi đến với cái máy tính, mình cho các bạn xem cái hộp laptop, cái hộp đựng thôi nha, mà nó cũng đã rất là thời thượng như thế này rồi. Bạn thấy design của nó rất là vừa đơn giản nhưng mà nhìn cũng rất là cool đúng không? Thì bên trong cái laptop nó còn cool hơn nữa, có bao bì ở ngoài đây. Đây là em laptop Asus VivoBook. Em này có màu xanh rêu, bạn có thấy không? Màu xanh quân đội. Thì màu này là màu phong thủy của mình đấy. Thì màu này á, mình thấy nó dễ xài cho cả nữ lẫn nam. Và ui, nhẹ quá. Đây là mình cầm lần đầu ấy, nên là kiểu cũng hơi bất ngờ về cái độ nhẹ của nó ấy. Mặc dù á, một trong những cái lý do mà mình xin mua cho bạn trợ lý của mình á, thì là do nó rất là nhẹ và mỏng, tiện lợi, nên là mình mới xin mua. Nhưng mà khi mà cầm trên tay mình mới thấy thật sự là nó rất là nhẹ luôn các bạn. Thì những cái laptop nhẹ như thế này á, rất là hợp với những bạn nữ nè. Thì những bạn nữ cũng có thể suy nghĩ về việc mua cái laptop này ha. Nhưng mà trước đó thì các bạn phải coi hết video clip của mình để biết cái laptop này có những gì để cần mua hay không. Thì về bề mặt của cái phần laptop này nó rất là đơn giản, chỉ là đơn giản là một cái màu rêu phủ đầy, xong rồi có chữ Asus VivoBook đấy bóng nhãn đây. Thì cái mặt nó sẽ hơi kiểu nhám nhám á, nhìn nó khá là sang và cảm giác sờ nó rất là thích. Thế là chúng ta sẽ mở ra xem. Thì đây là sau khi mở máy ra thì nó sẽ như thế này. Thì bạn có thể thấy là cái màn hình nó cực kỳ mỏng luôn nè. Trời ơi, mỏng dính luôn. Hồi xưa mình xài một cái laptop cũng khá là nhẹ, nhưng mà nó cái màn hình của nó sẽ rất là bự. Kiểu nó gần như là bằng với cái đế dưới này nè, cái bàn phím ở dưới này á. Nên là mỗi lần mở ra mở vô thì không có cảm giác được là mỏng như thế này. Cái phần design này rất là đẹp luôn. Các bạn có thể thấy là có một cái đường viền ở đây. Đây, cái đường viền màu cam phối với màu xanh rất là đẹp. Để mình cho các bạn xem cái máy của Nabi. Mình cũng rất là thích cái máy của Nabi. Đấy, mình đã có mượn để quay clip ở đây. Thì các bạn có thể thấy là cái
Asus VivoBook của Nabi có màu xanh dương và đường viền là màu gọi như mình thấy theo mình thấy là màu hồng đấy ông, và cái cách phối màu này rất là đẹp luôn. Hai màu này nó đi với nhau rất là chuẩn, cũng giống như cái phần màu cam với màu xanh rêu này, nhìn nó có cái hư khuynh hướng kiểu trung tính và quân đội một tí á. Còn cái màu bên này thì nó sẽ dịu hơn và nó bắt mắt hơn một xíu. Theo như mình research thì cái Asus VivoBook này có khoảng đến mắt hình như là chính xác là 5 màu. Để tí nữa mình có thể cho bạn xem nha. Ok, thì các bạn có thể thấy là ở đây có chữ Asus VivoBook và màn hình có lắp đặt camera rất là mỏng ở đây. Ở đây chúng ta có thể có cái bàn phím bằng kim loại và màu thì màu là màu bạc. Nhìn nó rất là sang, các bạn có thể thấy. Và những cái bàn phím chìm như thế này á thì khi mà chúng ta gõ máy nó cũng không tạo tiếng quá lớn. Khi mà chúng ta gõ chữ sẽ cảm giác giống như là tay chúng ta đang lướt trên một những cái phím đàn vậy đó, rất là nhẹ nhàng. Thì mình thấy là cái laptop này đa số tất cả những mọi thứ đều rất là mỏng. Và cái phần điều khiển chuột ở đây cũng khá là smooth. Nói chung là đồ mới nên là mình sờ cái chỗ nào là thích chỗ đó. Ok, để cho xuống cho gọn nha. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với cấu hình máy. Thì bây giờ mình sẽ mở máy lên. Mà mình quên nói cho các bạn biết một điều nữa, đó là một trong những nguyên nhân chính mà mình muốn review cái laptop này, đó là cái điều mà mình cực kỳ thích thú khi mà mình nghe tới phần review của máy này luôn. Đó là cái Asus VivoBook này nó có cái chế độ gọi là nhận diện khuôn mặt để mở khóa máy á. Thì cái chế độ nhận diện này mình chỉ mới nghe nói qua những cái điện thoại tân tiến bây giờ thôi, những cái điện thoại mắc tiền đó nha, chứ những cái điện thoại mà giá thấp á thì nó cũng không có luôn. Mà bây giờ thì đây là lần đầu tiên mình nghe là laptop cũng có chế độ này, nên là mình muốn mang về để review thử xem nó như thế nào. Ok, thì cái chế độ này nó rất là thú vị. Sau khi mà mình thử nó thì mình cảm thấy là mình phải nói cho các bạn biết một điều, đó là khi mà camera nhận diện khuôn mặt các bạn nên xác định là các bạn phải đeo cái kính hay không, dành cho những bạn cận thị như tôi, thấy không? Tôi chỉ đeo một cái kính không gọng như thế này để xinh thôi, mà bình thường tôi cũng đeo kính cận. Thì khi mà tôi đeo kính để tôi nhận diện khuôn mặt á thì nó sẽ nhớ cái khuôn mặt đeo mắt kính của tôi. Khi mà tôi mở máy lên ở chế độ sleep, đúng không, mở máy lên nó sẽ khóa màn hình. Cái máy này khi mà tôi bỏ mắt kính ra nó sẽ không nhìn thấy được mặt tôi, ý là nó sẽ không nhận diện nếu mà tôi không đeo mắt kính. Đấy, tôi chỉ cần cỡ mắt kính đây, tôi chỉ cần gửi mắt kính ra là máy nó sẽ không nhận diện được và không mở khóa cho tôi luôn. Chỉ cần tôi đeo mắt kính vào, từ từ nha. Looking for you. Yes, đã mở được rồi. Ok, thì chúng ta sẽ đến phần cấu hình của nó. Cái phần này thì mình là một người chuyên review linh tinh, nhưng mà kiểu công nghệ thì mình lần đầu làm á, nên là mình sẽ lấy thông tin từ trên mạng mà mình tích cóp được. Thì cấu hình của chiếc máy Asus VivoBook này rất là ok nha mọi người. Ok, thì mình thấy ở đây có cái tem, thì có ghi là Intel Core i5 và RAM là 8GB. Và nữa đó là mình thấy trong cấu hình máy có ghi là SSD 512. Thì đây là một cái cấu hình khá là ổn cho một cái máy laptop tầm trung như thế này. Theo như mình biết thì trước đây những cái laptop tầm trung á thường là sẽ dùng Core i3, nhưng mà cái máy này đã là dùng Core i5 rồi. Theo mình thấy thì cái cấu hình này khá là ổn và xài sẽ rất là mượt. Nếu mà các bạn mua về thì có thể xài luôn, không có cần nâng cấp máy hơn. Theo mình thấy thì ở bên tem bên phải máy này nó còn có ghi thêm nữa là một số những cái giới thiệu về máy, những cái chế độ mới của máy. Thì ở đây mình thấy có Eagle Leap. Thì cái thiết kế bản lề này á, nó sẽ giúp cho các bạn đánh máy được dễ dàng hơn. Các bạn có thể thấy ở đây, khi mà mình đóng xuống thì nó sẽ bằng phẳng nè, nhưng mà khi mà mở ra thì nó sẽ dựng lên như thế này, tạo một cái độ nghiêng hoàn hảo cho chúng ta có cái việc mà đánh máy. Bình thường mình xài PC mình cũng sẽ kiểu hay dựng cái bàn phím lên á để đánh cho nó dễ hơn á. Và tiếp theo thì chúng ta có cái bốn cạnh màn hình với công nghệ Nano S. Thì cái công nghệ này nó sẽ giúp cho cái máy của mình, cái máy laptop ở đây các bạn cũng đã thấy là nó sẽ rất là mỏng và sẽ rất là nhẹ nữa. Hiện tại thì cái máy này á, cái độ mỏng của nó chỉ có 18mm thôi, và cái độ nặng của nó thì chỉ có 1,4 kg. Tuyệt đúng không mọi người? Dễ mang đi mà kiểu đi học á, không có bị quá nặng cặp sách khi chúng ta phải mang theo cặp vở và những thứ linh tinh khác mà kèm theo laptop nữa. Good.
Ok, thì các bạn cũng đã nghe rồi đó, cái tiếng nhạc nó khá là vang và cũng khá là lớn. Ở đây ghi là Sound by Harman Kardon, có nghĩa là cái laptop này được trang bị hệ thống loa Harman Kardon. Đây là một cái nhãn hiệu rất là nổi tiếng về âm thanh luôn. Hèn chi mà âm thanh nó tốt đến vậy. Thì ở đây mình có lên mạng để tìm hiểu, như mình đã nói lúc đầu với mấy bạn là cái laptop này có tới 5 bảng màu. Thì ở đây mình có đây, Rail bí ẩn là cái máy của mình, Sankoban là cái máy của Nabi ban nãy mình cho mình xem. Ngoài ra nó còn có màu hồng nổi loạn, nhưng mà có vẻ là màu này khá hot và màu này sẽ phù hợp với các bạn nữ hơn, nên là tại vì mình dụ Caro mua cái máy này cho thằng cu trợ lý của mình nên là xài màu hồng thì nó cũng hơi kỳ đấy. Còn màu bạc ánh trăng và màu đen mạnh mẽ nữa, có vẻ như là ba cái màu sau là ba cái màu cực kỳ phù hợp với mọi độ tuổi luôn. Mình rất là thích những cái thiết kế mà có nhiều màu sắc như thế này, vì nó kiểu cho chúng ta có thể nhiều lựa chọn hơn và phù hợp với bản thân mình hơn ấy. Đâu phải là trên đời này đâu phải ai cũng thích một màu đâu, đúng không mọi người? Có nhiều người thì chúng ta cũng có nhiều sở thích khác nhau. Thì Asus ở đây đã cho chúng ta nhiều sự chọn lựa như thế. Theo một vòng mà mình đã review về cái laptop này thì mình thấy cái lời khuyên cuối cùng dành cho các bạn đó chính là các bạn nên mua cái laptop này. Bởi vì các bạn có thể mang nó đi làm mà không sợ chiếm diện tích của túi mình quá lớn, bởi vì nó rất là nhẹ và nhỏ gọn mỏng nè. Và ngoài ra nó còn rất là xinh nữa. Màu sắc rất là nhiều sự lựa chọn và màu thì rất là sang, thiết kế cũng rất là sang. Các bạn có thể đem ra ở các quán cà phê, kiểu làm việc ở ngoài quán cà phê, học tập ở ngoài quán cà phê mà nhìn vẫn bắt mắt. Về mặt cấu hình thì đã tân tiến hơn rất là nhiều loại laptop tầm trung rồi, nên là mình nghĩ cái laptop này sẽ là lựa chọn rất là đúng đắn. Nên là mình thấy các bạn nên sở hữu nó nếu như các bạn muốn có một cái laptop mang đi học, mang đi làm, phục vụ cho việc học, việc làm cũng như là cái việc chơi game nữa. Thì cái với cái cấu hình này mình nghĩ là các bạn có thể chơi dư sức game lờ lờ cũng như là Photoshop. Các bạn thấy video clip này như thế nào và các bạn thấy cái laptop này như thế nào? Các bạn có thích cái laptop này không? Và nếu như các bạn đã biết về cái laptop này thì cho mình biết là các bạn thích màu nào của laptop này nha. Riêng mình thì mình thích màu xanh này và màu hồng với lại màu đen. Còn các bạn thì sao? Trước khi kết thúc thì mình cảm ơn sếp của mình đã tạo điều kiện cho mình có một cái video clip review công nghệ hiếm hoi này, và cũng là tạo cho team mình có thêm cơ hội làm việc tốt hơn, mua cho trợ lý của mình một cái laptop như thế này. Xịn á. Nếu các bạn thấy thích video clip này thì có thể like, share video clip này và subscribe cho MeTV để mình có thêm động lực làm clip nha. Các bạn thấy mình review đồ công nghệ như thế nào có thể comment góp ý ngay bên dưới luôn. Mình sẽ đọc và thả tim nè. Cảm ơn mọi người đã xem video clip của mình lần nữa. See you.